Không có phòng điều hòa thì bộ lất toác. Đây là một comment của một bác khách thì chia sẻ với bạn là trong cái không gian phòng khách của xưởng Bùi Gia đây thì cũng không có điều hòa. Và chúng tôi chỉ có quạt trần thôi. Nhưng mà ở trên tầng thì đã có một cái tầng 2 cho nên là trong không gian này thì nó cũng đã đủ mát. Còn tất nhiên là khi có điều hòa nó sẽ mát hơn, và bên cạnh đó thì điều hòa nó sẽ làm cho cái không gian phòng này nó bị hút cái hơi ẩm. Và điều đó thì nó cũng sẽ hút luôn cả cái độ ẩm ở trong gỗ, thì nó mới gây ra là bị nứt. Còn như mặt bàn thông thường và bạn để ở trong một cái không gian nó khoảng độ tầm 60-70% độ ẩm thì nó sẽ rất là ok. Ví dụ như là cái bộ bàn ghế này chẳng hạn, khách hàng thì đã đóng cho đến bây giờ là được 5 năm. Thế nhưng mà sau 5 năm thì bạn cũng nhìn thấy là mặt ghế văng dài này, mặt bàn to này, là nguyên tấm nhưng nó cũng không hề bị nứt. Điều đó chứng tỏ là gì? Là thứ nhất là gỗ rất là khô, và thứ hai là cái độ PU ở trên cái bộ bàn ghế này nó phải rất là kỹ. Mặt trên, mặt dưới, mặt trước, mặt sau nó đều không có bị ảnh hưởng. Chính vì như thế cho nên là bạn cũng hoàn toàn yên tâm là nếu giả sử bạn đã chơi bộ bàn ghế này thì nó cũng đã có một thời gian trải dài từ trong miền Trung nó chuyển ra ngoài đây rồi. Cho nên là bạn sẽ hoàn toàn yên tâm là không lo là bị đứt nha.